Hello, chào các bạn. Vâng, đây là con GoPro 8 Black. Và chiều nay tôi sẽ test thử cho các bạn xem tất cả các góc quay của nó và các chế độ chống rung, để xem cái hiệu ứng của nó về góc nhìn và chống rung của nó vào buổi chiều cho tới tối như thế nào. Ok, bắt đầu thôi. Ok, các bạn vào phần setup và nhìn cái chữ lens này, và bấm vào cái chữ wide này, thì mình sẽ thấy có 4 cái góc của GoPro. Góc thứ nhất là Super View, là nó quay cái tỷ lệ khung hình 43 và nó kéo giãn thành 16:9, cho nên là cái hình nó rất là cao đó, và chiều rộng nó bị giãn hai bên, nó giãn hình thì phương ngang á. Cái thứ hai là cái thông dụng hơn là góc wide đó, rồi thông thường mình sẽ dùng góc này. Và góc thứ ba là góc linear, thì góc này nó cũng là góc rộng nhưng mà nó sẽ vuốt cho cây cối, nhà cửa nó thẳng, không có bị cong, đường chân trời không bị cong, tuy nhiên nó vẫn bị nghiêng, cây cối, nhà cửa nó vẫn bị nghiêng hình chữ V ấy, nhưng mà nó không bị cong. Và góc thứ tư đó là góc narrow, thì góc này là nó một cái góc hẹp, nó giống như là cái điện thoại của mình ấy, đó, cái camera trung bình ấy, thì góc nó hẹp, nó sẽ mọi thứ sẽ ngay ngắn hơn, tuy nhiên là nó sẽ hẹp. Tiếp theo là phần chống rung, Hyper Smooth hiện giờ đang mở là on, mình bấm vào thì chúng ta sẽ có một là mình off đi, trường hợp này hầu như không ai sử dụng, chỉ có nếu như các bạn sử dụng phần mềm Real Steady giá $99 để xử lý chống rung thì mình mới off đi thôi. Còn thông thường mình sẽ dùng cái số 2 là bật cho nó on lên. Và nếu như cái cung đường của bạn hơi xấu thì có thể bạn sẽ chọn mức số 3 là mức 2, tức là nó sẽ chống rung dữ dội hơn nữa. Và cuối cùng là cái boost là chống rung kinh khủng nhất, gọi là giống như để chạy xe đạp địa hình trên đường đất đá, đất đồi ấy. Tuy nhiên cái giá phải trả là rốp lại rất là nhiều, khung hình sẽ hẹp lại. Ok, các bạn đang nhìn ở góc Super View, thì các bạn để ý rằng là ở góc nhìn này á, là mình thấy được cái nắp bình xăng, ở phía dưới là mình thấy được cái nắp bình xăng, và hai bên cái kính hậu rất là rộng, và các bạn thấy hình nó bị giãn theo phương ngang, tức là cái hình cái kính chiếu hậu á, nó giãn ra, nó dài ra, và cái điện thoại nó cũng mập ra đó. Còn đây là góc tiêu chuẩn góc wide này, các bạn thấy không, nó mất cái nắp bình xăng rồi đó, cái góc nó hẹp hơn ở phía trên, phía dưới nó rốt bớt đi, cho nên là mất cái nắp bình xăng. Và ở hai bên thì các bạn thấy rằng cái kính hậu nó đã trở về cái hình dáng nguyên thủy của nó đó, kính hậu này mới đúng này, nó không có bị giãn, và cái đồng hồ và cái điện thoại nó không có mập như ban nãy. Đấy, đây là góc wide rất chuẩn. Và đây wide cũng góc wide giống ban nãy, nhưng mà ở góc này tôi có bật ban nãy là Hyper Smooth On, còn bây giờ là Hyper Smooth 2, tức là cái mức chống rung cao hơn, mạnh hơn đó, thì hình ảnh nó sẽ bị rốp lại thêm một tí xíu nữa, tức là trên dưới trái phải nó sẽ bị cắt hẹp đi một chút nữa, các bạn tinh ý thì sẽ để ý. Tiếp theo là ở cái Hyper Smooth Boost, tức là chức năng chống rung tăng cường rất là mạnh, tối đa của GoPro. Đó, thì mình nhìn thấy rằng là hai bên kính hậu nó rốp sát vào luôn, mất hết nửa cái kính hậu. Tuy nhiên cái khả năng chống rung thì mình thấy nó cũng không có cải thiện bao nhiêu, không cải thiện bao nhiêu các bạn, nhưng mà hình bị rốp lại rất là nhiều. Vâng, và đây là góc linear. Ở góc này thì nó cũng rốp hình ảnh lại đó. Và điểm khác với góc wide là nhà cửa cây cối
nó sẽ không có bị cong. Đó, ở hai bên rìa sẽ không bị cong, cột điện nó rất là thẳng. Rất là thẳng. Đó, góc này là mọi thứ sẽ thẳng tắp. Cũng khá là tiện. Vâng, cũng là nia. Nhưng mình bật chế độ Hyper Smooth 2 lên. Rất là mạnh để xử lý chống rung. Tuy nhiên thì như tôi nói ban nãy, có thể là do ban đêm. Thì tôi muốn thử nghiệm ban đêm để xem cái khả năng chống rung của nó về ban đêm có ảnh hưởng nhiều hay không. Mặc dù là 2, tuy nhiên rằng là mình thấy nó vẫn có rung. Vẫn có rung nha các bạn. Tiếp theo là Linear, mà mình bật Hyper Smooth Boost, tức là chống rung cực mạnh luôn. Thì các bạn thấy như thế nào? Đó, thì theo như quảng cáo thì chế độ này á, là chống rung rất là tốt, á, rất là ok khi mà có rung độ mạnh. Đó, tuy nhiên là trong trường hợp tôi test thử này thì mình thấy rằng là nãy giờ mình bật 2-3 nấc thì nó cũng rung nó cũng như nhau thôi, không thấy có khác gì nhiều lắm. Vâng, và cuối cùng là góc Nero. Nero này á, là nó rất là hẹp, giống như cái điện thoại của mình thôi. Các bạn nhìn cái tay lái thì sẽ thấy mất luôn hai kính hậu. Và ở góc nhìn này thì chỉ có một mức chống rung duy nhất, đó chính là Hyper Smooth On. Ngoài On ra thì chỉ có Off thôi, chứ không còn gì nữa. Đấy. Ban đêm các bạn, cho nên rằng là hình ảnh nó hơi xấu. Ok, bây giờ mình sẽ khảo sát thực tế trên cái giao diện của máy. Mình bấm vào phần cấu hình, bấm vào cái mút. Đó, và ở cái chỗ len này mình bấm vào. Trên cùng là Super View, tương tự với lại tiêu cự 16mm. Thứ hai là góc wide, Linear và Narrow, bốn góc. Ở góc Super View thì cái Hyper Smooth mình sẽ có 3 nấc, một là Off, hai là On và ba là Boost tăng cường. Góc Wide thì mình sẽ có On, hai và Boost. Ở góc Linear mình sẽ có 4 nấc, On, 2 và Boost. Còn ở cái Nero thì chỉ có mức duy nhất thôi, Off hoặc là Boost tăng cường. Vâng, mời các bạn xem lại một lần nữa các góc nhìn và các kiểu chống rung. Vâng, ban nãy thì trời nhập nhoạng, sắp tối. Còn bây giờ thì trời đã tối hẳn rồi. Trời tối hẳn rồi. Thì để xem khi trời tối thì cái khả năng chống rung của Goro 8 như thế nào. Vâng, đây là góc Super View. Khả năng chống rung của nó, theo nhiều người nói thì ban đêm chất lượng chống rung sẽ giảm. Thì theo các bạn thì sao? Vâng, đây là góc wide tiêu chuẩn. Tôi thường dùng góc này vì nó không bị giãn. Đó, mình bật Hyper Smooth On lên. Đó, thì vẫn có thể chấp nhận được. Và nếu các bạn để ý thì thấy tôi đi trên một cái cung đường rất là nhỏ và thiếu đèn đường. Đó, đèn đường rất là hạn chế. Để mình thử xem cái khi trời tối, đường xấu thì khả năng chống rung như thế nào. Đấy, khu vực này nhà cửa rất là nhỏ, nhà cấp 4, cấp 3 và ánh đèn đường cũng vừa đủ để đi Hyper Smooth 2. Đó, thì theo như nãy giờ tôi đánh giá thì cái khả năng chống rung cho dù các bạn bật là 2 hay Boost hay là thì khả năng của nó tôi thấy nó cũng na ná như nhau, nó chỉ có rốt thêm lên thôi. Đấy, nó chỉ rốt thêm thôi chứ còn không thấy đỡ hơn. Đó, và quay đêm này á, tôi đang để cái ISO mát là 800. ISO min thì đương nhiên là 100 rồi, còn ISO mát được 800.
và tôi không sử dụng 1.600, không sử dụng 3.200 và thậm chí không sử dụng 6.400. Tại vì ở mức độ đó thì tôi thấy hình ảnh nó sẽ bị vỡ và cũng không đem lại hiệu quả gì. Các bạn thấy sao? Đấy, đây là góc linear này, on. ISO tôi chỉ để mát là 800, tức là lên tới 800 là nó sẽ dừng. Nó không lên ở cái mức 1.600, 3.200, 6.400. Mức đó tôi thấy không cần thiết các bạn. Đấy, trời đã tối hẳn rồi. Linear. Thì các bạn thấy rằng là ban nãy trời nó còn sáng sáng và bây giờ trời tối hẳn và đi vào những cái khu vực tối như thế này thì khả năng chống rung của Goro 8 như thế nào? Có phải rằng là khi mà ánh sáng càng thiếu thì khả năng chống rung của nó càng kém hay không? Đó, nhiều người nhận định là như vậy. Vâng, khả năng bút tăng cường. Khu vực này gần như là đèn rất là yếu. Vâng, tôi đã về đến chung cư rồi. ISO 800 nha các bạn. Và góc linear. Đó, mọi thứ sẽ ngay ngắn và chống rung ở mức tối đa. Tuy nhiên tôi thấy nó vẫn như vậy thôi. Giống như chỉ là on bình thường. Đây là góc hẹp nữa. Ở góc hẹp này thì chỉ có hai bước smooth on và off. Ngoài ra không có những mức 2 và tăng cường. Vâng, đã vào đến đây thì ở trong nhà này ánh sáng nó cũng là tương đối đầy đủ. Vâng, các khả năng chúng dùng cái tương tự như nhau ấy. Ok, chào tạm biệt các bạn. Nãy giờ các bạn đã xem tôi test trên đường đi làm về với tất cả các góc của con Goro 8. Bye bye.